Đây. Thôi ông mua kệ ông, 600 được thì lên đưa vô. Còn được đưa về. Đây cô chú. Đây là một bé chó nè, chủ bán luôn nè. Thì thôi về máy ấm 600.000. Đó, ở đằng kia con nữa kìa. Cứ 600.000 đưa đây. Ở đây không có thể là kinh doanh chó đâu mà bán giá cao. Bán cho từ thiện thì bán giá thấp thấp thì được. Mấy chó này là 600.000 cô chú. Nó thân thiện lắm, chủ nó bán à. Cái này đực. Đực. Chết mẹ tôi rồi. Tốn tiền triệt triệt sản nữa rồi. Báo nữa rồi. Báo quá báo rồi mày ơi. Thì nói chung thì nghề ai nấy làm. Ông này thì ổng mua bán chó thì mình không cấm cản được. Tại cuộc sống gia đình ổng mình không có cấm cản được. Mình chỉ khuyên ổng thôi là đem về máy ấm bán giá rẻ thôi đó. Chẳng hạn như lời 50% gì đó, đó. Để cho ổng cũng có thu nhập, mà mình cũng cứu được bé. Giá không cao lắm cô chú. Chứ mình đâu có nuôi người ta được đâu. Mình cấm cản người ta cũng không có sắp đặt được người ta nữa. Mình đâu là ai mà sắp đặt người ta. Thì cái mà mình có thể là coi như là mình tương tác với nhau thôi. Thôi giờ anh đem về máy ấm, anh đừng đem vô lò mổ, anh đem về đây thì anh bán lời chút đỉnh vậy đó. Dạ ông sao? Ông mua 800 thì đem chỗ khác. Giờ không có, không. 600 thì đưa vô. Ở đây là em bỏ tiền ra chứ không có kêu gọi ai chân á. Kêu gọi riết bây giờ hết thức ăn rồi. Được thì đưa vô luôn. Thôi giờ anh còn không giá cao, chỗ nào phải giá cao anh đem đi bán. Chịu thôi, cao thì anh đem đi bán. Cái này là em đào nãy giờ anh thấy không, em đâu kêu gọi đâu, em tự cứu. Giờ cứu kêu gọi quá rồi, rồi mai mốt tới hết cơm hết gạo xin không ra. Được thì đẩy vô luôn. Lát đóng cửa là tôi đổi ý đó nha. Không 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 không, 600 thì đưa vô luôn. Người ta đẹp hơn ông nữa kìa. Cái đó là chuyện của anh, bây giờ được thì đưa vô. Mấy ông giờ tôi phải phát xít vậy đó, được thì đưa vô, còn không được thì đưa ra. Chịu không? Chịu rồi đưa vô. Không ép ai, đâu có được, thuận mua vừa bán thôi, không ép ai hết trơn á. Ừ, không được thì không chở đi. Chở đi bán tội gắn chịu. Không, cũng phải chở lại thôi. Ở đây tôi đâu có mua bán gì đâu mà lời với lỗ. Ông bán cho tôi là ông được phước luôn á. Bắp ơi, lại đây. Kêu ổng giùm em ơi. Dạ dạ. Dạ ơi dạ. Dạ dạ. Cứu hộ ơi, là mẹ cứu hộ. Chú hộ ơi, trời ơi con chú bệnh rồi. Ơi cô chú ơi, con chú bệnh rồi. Thôi cục vàng của cô tôi bệnh rồi cô chú ơi. Cho vô luôn nè, lại đi. Bán rồi. Bán lỗ luôn á. Bán lỗ 200 luôn á. Đi yếu rồi nha. Coi vô ấy lấy thuốc chích cho nhỏ. Ăn không? Ăn. Ăn được rồi. Ăn. Vô sắc máu cho nó đi. Ăn cỏ đi con, ăn cỏ đi, vô lấy sắc máu đi, anh bơm đi chứ em cho nó uống không được. Sao bữa em nói nằm uống. Nằm uống là thuốc kia, nó chịu mùi kia đó. Sắc máu của mình luôn đi. Ờ sắc máu của mình thì được. Ngày hai uống đi em làm cục. Rồi anh đem gọi lá ra anh lấy của em hết rồi. Của em ngày hôm qua nó cho uống hết rồi. Rồi nắm đầu dữ vậy. Má gì lỗ mũi khô dữ vậy. Không, khỏe mạnh bình thường. Ông này ổng bán thì bỏ vô cái chuồng nha. Ông này địch chứ không phải bạn đâu. Tôi thấy ông ở đâu đây, ở đâu đó rồi đó. Dạ ơi dạ. Dạ ơi dạ 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 mẹ đâu dạ. Mẹ đâu dạ ơi
già mù này cô chú, không có thấy đường, chỉ nghe tiếng nói mình đi theo thôi. Trời ơi, đi dưới trời. Trời ơi. Nó chỉ nghe tiếng nói của mình, nó đi theo thôi cô chú, nó không thấy đường. Chuyện gì đây? Alo. À cô Hồng Châu đúng không? Cô khỏe cô? Dạ. 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 Dạ dạ. Anh ơi. Dạ cô nói đi cô. Dạ. Dạ dạ. Dạ. Dạ dạ. Cho em mượn 1,2 triệu trả tiền chó đi bắp. Dạ dạ. Dạ. Dạ dạ. Ê anh ơi, bắp ơi, lại nói chuyện với cô Hồng Châu một cái. Cô nhờ việc nè, anh lại nói chuyện với cô một cái. Cô Hồng Châu quận 4 lúc trước hay lúc trước tới trạm mình thăm đó. Cô nhờ anh có con chó gì nè. Cô nói nó bị què bị xe đụng mà cô tội quá mà bắt không được gì đó. À rồi cô chú. Thì hai bé chó ha, thì nói chung thì qua Hồng Đen biết là cái video clip đưa lên thì cũng sẽ có cô chú trách và cũng sẽ có cô chú đồng cảm, tại vì mà mình số lượng khá đông đó, gạo hạt không đủ ăn, bệnh đau không thuốc uống mà mình vẫn cứu đó, cho nên là Hoa Hồng Đen cũng xin phép cô chú anh chị thông cảm cho Hoa Hồng Đen. Tại vì mình thứ nhất á, là mấy ông này thì Hoa Hồng Đen không khuyên mấy ổng được bỏ, nhưng mà Hoa Hồng Đen có nói với mấy ổng coi như mỗi ngày một vài lời, nói với mấy ổng là thôi, lời bao nhiêu tiền đâu, có vài trăm ngàn à, mà đưa các bé vô trong chỗ chết á, như vậy á, nhiều ngày cộng lại đó, ngày này qua tháng nọ nó sẽ, cái tội nó sẽ chất chồng lên, nó sẽ coi như là rất là khổ về sau. Cho nên á, là Hoa Hồng Đen có khuyên mấy ổng và Hoa Hồng Đen nói thôi bây giờ á, thì mấy anh đem về đây, khi mà các anh mua đó, mấy anh đem về đây cứ lấy lời 50% gì đó chia sẻ với mấy ấm, nó coi như là mình cũng có lợi nhuận, nhưng mà lợi nhuận ít thôi, để đưa các bé về một cái mái ấm mà không phải đưa vô đường chết đó. Thì mà Hoa Hồng Đen cũng đã khuyên mấy ổng rồi, mà Hoa Hồng Đen cũng có giống như là có một cái dao kèo á, thì bây giờ mình không cứu á, cũng khó lắm á cô chú. Cho nên là Hoa Hồng Đen xin cô chú cho Hoa Hồng Đen hoàn thành cái sứ mệnh của một người cứu hộ, cũng như là một cái lời dao kèo đối với mấy ông này, thay vì mấy ổng chở vô lò mổ cô chú đó, thì mấy ổng bán cho mình thì lời cái giá nó giống như là ly cà phê hay là bờ tô hủ tiếu gì đó, nhưng mà ít nhiều gì mấy ổng cũng có thu nhập để mà lo cho gia đình đó cô chú, nhưng mà không có nhiều thôi đó, mà mấy ổng cũng giảm được cái nghiệp của mấy ổng nữa, không đưa các bé vô là mổ cô chú.
Thì trên cái video này thì Quang Hồng Đen cũng mong rằng cô chú anh chị thông cảm giùm. Quang Hồng Đen không tới lò mổ nha cô chú. Quang Hồng Đen không bước tới lò mổ, tại vì lò mổ á, mỗi lần mình cứu á, là bạc chục triệu, nhưng mà các bé rất là nhiều, mình cứu ngày hôm nay ngày mai lại có nữa. Còn mấy ông này thì thư thoảng mấy ông mua chừng vài con thôi, nhưng mà cái giá rất là thấp đó cô chú thấy không. Quang Hồng Đen cứu hai bé mà cô chỉ có 1,2 triệu thôi, thì cái giá nó rất là ít đó, mà cái số lượng mình nhận vô nó cũng ít nữa cô chú đó. Và những ca mà chủ không nuôi nữa, chủ chán chê, chủ bỏ hoặc là bệnh hoạn gì đó, những ca đó thì Quang Hồng Đen sẽ giúp đó. Đó thì ở trên đây thì Quang Hồng Đen muốn nói vài lời với cô chú, vậy hãy thông cảm cho Quang Hồng Đen. Quang Hồng Đen không cố tình vô là mổ kiếm để mà mua, tại vì á, thứ nhất mình mua vậy mình làm coi như là giống như là mình PA bán hàng cho người ta vậy đó, số lượng nhiều vậy đó. Bán mình mua càng nhiều thì họ vốn họ càng mạnh, họ mua về càng nhiều nữa, thì khác gì mà mình đang tiếp tay với họ đâu. Cho nên là Quang Hồng Đen sẽ hạn chế lại, hạn chế hết mức có thể để mà mình tạo điều kiện. Nói chung là vẫn là một cái nền tảng cứu hộ chó mèo, vẫn là một cái nền tảng dành cho các bé, vẫn là một nơi nương tựa cho các bé, nhưng mà không để người khác lợi dụng cái việc từ thiện của mình mà để lạm dụng thôi. Rồi thì trên video này thì Quang Hồng Đen cũng hy vọng là cô chú sẽ hiểu được cái nỗi lòng của Quang Hồng Đen và ủng hộ Quang Hồng Đen. Thay vì cô chú trách thì hãy nhìn vào những gì Quang Hồng Đen làm. Quang Hồng Đen không cố tình đi tới lò mổ cứu nha cô chú. Đó, Quang Hồng Đen chỉ cứu của mấy ông này thì nó chỉ dọn dẻn dài con thôi, nhưng mà giá rất là thấp cô chú. Nói chung là nó vẫn nằm ở trong khả năng của mình đó. Thì Quang Hồng Đen cảm ơn cô chú rất là nhiều. Và sẵn trên video clip này thì Quang Hồng Đen cũng nói luôn, ngày hôm qua Quang Hồng Đen cứu một xe chó 7 con thì nhận được rất là ít sự hỗ trợ của cô chú. Nhưng mà ngược lại, Quang Hồng Đen được cô Dung ở Mỹ, cô lớn tuổi rồi nhưng mà cô cực kỳ thương các bé. Cô đang âm thầm hỗ trợ 2-3 chạm gì đó. Thật sự mà nói, cô lớn tuổi rồi, cô không làm ra tiền cô chú, nhưng mà cô vẫn đi vay tiền. Hiện tại là cô đang thiếu tiền của ngân hàng ở bên đó là 30.000 đó, cũng vì thương chó mèo, cũng vì thương mấy cái chạm mà cô gửi về mà bây giờ cô thiếu nợ đó. Mà bây giờ cô thấy cái video clip của Hoa Hồng Đen mà cô gửi về hỗ trợ cho Hoa Hồng Đen là 400 đô. Trên cái video clip này thì con cũng không biết nói gì hơn ngoài là trân trọng tấm lòng cao quý của cô. Một người lớn tuổi, một người không còn khả năng kiếm tiền nữa nhưng mà vẫn thương chó mèo một cách tuyệt đối, vẫn dành tất cả, dù cho còn một hơi thở cuối cùng cô cũng hy sinh cho các bé. Cái điều này con trân quý tấm lòng của cô, và con thật lòng chúc cho cô thật nhiều sức khỏe. Con mong rằng cô luôn luôn bình an và luôn luôn thật nhiều sức khỏe, và cô sẽ gặp những may mắn trong cuộc sống. Và con cảm ơn cô rất là nhiều. Con cảm ơn cô, một người yêu thương chó mèo thực sự. Con cảm ơn cô.